Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua và rất nhiều các anh các chị các cô chú ở tất cả tỉnh rất xa về để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin em trai ở một tỉnh rất xa từ phía Bắc hôm nay vào đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Câu chuyện này thực sự rất bí ẩn. Hy vọng là các cô chú anh chị tiếp tục xem theo dõi hết video này. Rồi xin chào em trai nhé. Dạ em chào anh. Em có thể em giới thiệu em họ tên là gì? Em tên là Lê Văn Định. Lê Văn Định. Em Định em năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 93, năm nay 31 tuổi. Rồi em hôm nay đến từ đâu? Em đến từ Thanh Hóa. Rồi hôm nay em đến Bình Dương nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai? Em đến nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương là tìm vợ em. Rồi. Tên là Lê Thị Anh, quê quán cùng Thanh Hóa luôn ạ. Vợ em bao nhiêu tuổi rồi? Vợ em sinh năm 95, 29 tuổi ạ. Rồi hai vợ chồng mình có đăng ký kết hôn không em? Có đăng ký kết hôn. Rồi em hai hiện nay em được mấy bé rồi? Em được hai bé, một bé là 6 tuổi, một bé được 3 tuổi. 6 tuổi và 3 tuổi. Dạ. Hôm nay em đến nhờ anh em Bình Dương tìm vợ. Em có biết là lý do tại sao vợ bỏ đi không? Thì trong lúc em đi làm xa thì em mới về được hơn 2 tháng thì em ở nhà hai vợ chồng vẫn bình thường. Thì con cái cũng bình thường mà được em về được mấy ngày xong bắt đầu vợ em nó bỏ đi. Thì trong khi đó là cái sim điện thoại em có dùng cái sim điện thoại của vợ em á, thì có thấy tin nhắn với lại mấy người ở làng á, người ta đến người ta hỏi nợ. Thì vợ em nó sợ rồi nó bỏ đi á. Thì theo em được biết là em không biết nợ bao nhiêu nữa, nhưng mà được nợ đâu mấy trăm triệu á. Thì sợ dạ, vợ em nó sợ nó bỏ đi thì em có đi tìm 2 tháng nay rồi, hơn 2 tháng rồi. Đi từ ngày 14 tháng 5 năm 2023 là ngày dương lịch á. Thì em đi tìm 2 tháng nay là không thấy, thì thỉnh thoảng vẫn nhắn tin về cho em. Thì cách đây là 2-3 hôm thứ hai á thì có nhắn tin về bảo là em làm ở trong Bình Dương trong khu nghiệp V-Ship 1. Thì em làm công ty Samsung, làm vi tính á, làm công ty điện tử chứ, làm công ty điện tử. Thì bảo em bảo là có vào đây rồi em nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương thì tìm vợ giúp em, vì là một là quân nhũa ở nhà là không có ai trông. Quân em nó đang còn nhũa suốt ngày, nó khóc nó đòi mẹ. Mà giờ em không biết sao thì gửi quân cái cho ông bà nội. Thì em có vào đây, em vừa vào hồi sáng thì em có vào đây em lên em nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm vợ giúp em. Em cho nhỏ này. Dạ. Trong thời gian qua là em làm công việc gì và ở đâu? Em đi làm hồ, đi làm xây dựng á. Ở mấy đâu? Ở Đà Lạt với lại ở trong Bình Dương này nữa. Ồ. Vâng. Vợ em đi xa vậy hả? Vâng. Thì thế còn vợ em sống ở đâu? Vợ em ở nhà em luôn, ở quê luôn. Tại quê ở ngoài Thanh Hóa. Tại nhà em luôn. Vợ em làm công việc gì? Vợ em làm công ty á. Con em làm năm nay là hai bé mấy tuổi rồi? Một bé 6 tuổi, một bé 3 tuổi. Trước cái thời điểm đó là con em gửi ở đâu? Thì con em cũng cứ gửi cho ông bà nội rồi đi cho đi học, đi gửi chị á. Vợ em đi sáng đi tối về? Vâng, vợ em sáng đi tối về. Công ty cách có 5 cây mà. Rồi, thế còn em đi mấy tháng em về một lần? Em cứ đi 2 tháng rưỡi, 3 tháng về là muộn lắm là 3 tháng, không 2 tháng. Trời ơi. Cho anh hỏi thế này. Dạ. Không ai mong muốn là vợ chồng phải xa cách nhau một thời gian rất dài. Đối với anh nghĩ rằng rất dài. Dạ. Còn với người phụ nữ vợ em thì anh không biết, nhưng anh nghĩ rằng một cái cuộc sống hôn nhân ấy mà vợ chồng mà đặc biệt là các con, đúng không, cách xa nhau thời gian rất dài, mỗi 2-3 tháng em mới về nhà và thăm vợ một lần. Vâng. Một lần em về lâu không? Một lần em về tầm 1 tháng 20 ngày đến 1 tháng. Thì ở quê bọn em á thì cả một cái giống như một cái thôn này, một cái thôn ví dụ 200 hộ đi thì mất 150 hộ đi, giống như em á, người ta cũng đi làm xa thế, tất cả đều giống nhau. Tất cả đều giống nhau. Bọn em đi làm á là ví dụ như 10 người, 20 người đi một tổ. Ví dụ như đi tầm 2 tháng, 3 tháng, có người người ta đi 4, 5 tháng, nhưng em là cứ thường thường 2 tháng rưỡi là em, hoặc là 2 tháng là em lại đi về. Vì là một là mình có vợ đang còn chĩa, hai đứa con nhũa thì mình cũng phải về người gia đình đủ thứ nữa. Nên là cứ 2 tháng rưỡi em lại về. Lần này em về được đâu 10 ngày á, được đúng rồi, được 10 ngày á, 12 ngày là vợ em bỏ đi. Thì em ở nhà đến giờ có hôm thứ hai thì gọi bảo đây trong này, thì hồi sáng em mới vào đây. Em cho anh hỏi này. Dạ. Ngoài này em đi thời gian vừa rồi là đi làm Đà Lạt và Bình Dương. Dạ. Đi theo một đội nhóm. Đúng rồi. Cùng quê. Dạ. Để đi làm hồ. Dạ. Còn vợ ở quê làm mà tại công ty. Mà sáng vợ đi tối vợ về. Dạ. Đúng không? Dạ. Hàng ngày ấy, ngoài giờ em làm việc và vợ em cũng vậy, tối về là vợ em rảnh hoặc em rảnh, hai vợ chồng có nói chuyện với nhau? Ủa, nói chuyện hôm nào cũng phải nói chuyện, hôm nào không có hôm nào không nói chuyện đó, kể cả buổi trưa cũng nói chuyện lâu không? Nói chuyện lâu chứ, vì là mình còn nói chuyện với quân cái nữa mà, nói lâu mà. Tối khuya nhất nói chuyện với mấy giờ? Tối 11 giờ, 11, 12 giờ. Em có nghĩ rằng vợ em đi theo người khác không?
Không. Không. Vâng. Chắc chắn vậy. Vâng. Vợ em là có gần nhà, và hiện nay ba mẹ vợ em biết chuyện này chưa? Cái gì đó bố mẹ em biết hết rồi. Nói chung gia đình vợ biết hết rồi, mọi người biết hết rồi. Dạ. Cũng đi tìm. Bố mẹ em thì cũng đi tìm. Ấy là cũng chỉ điện để hỏi chuyện chỗ này chỗ kia thôi, nhưng mà đến giờ phút này vợ em đi từ ngày đó đến giờ phút này. Dạ. Vợ em có báo tin chính thức cho gia đình đang ở đâu không? Ấy là chị cũng có nói với em bảo là đi vào Nam thôi. Nhưng mà cách đây mấy hôm có bảo là vào Bình Dương làm ở khu nghiệp V-Ship á. Thì khu nghiệp V-Ship gần nhà anh chị em, với lại em vào em ở nhà anh chị em. Rồi em đi tìm nhưng mà không thấy. Với lại cái gì đó thì vợ em giờ em muốn là vợ em về á, thì hai vợ chồng cố gắng làm ăn để trả nợ, hoặc là vay mượn bố mẹ rồi chỗ này chỗ kia để trả nợ đi. Vì là những cái khoản nợ nó nếu mà không trả thì cũng cứ lãi mẹ để lãi quân. Thì vay ngân hàng cái kiểu bên ngân hàng FE ấy được anh. Với lại em có nói vợ em nói hết rồi đấy, nhưng mà giờ vợ em cứ muốn là tự nó làm, rồi tự vợ em nó trả xong thì nó mới về. Trả xong rồi mà... bây giờ theo như em biết, theo như em biết là khoảng nhiêu tiền? Là khoảng 400 triệu anh. 400 triệu mà nếu làm công ty ấy, anh nghĩ rằng cả cuộc đời này không, anh nhớ thật được. Vâng. Nhá, đấy là may mắn thì trả được, còn không may mắn thì có thể là 2-3 đời công ty chưa trả được. Vâng. Đúng chứ, anh nói thật, anh không có phải đồ chê. Thì em không phải là bảo là mình, em đến đây là đúng cũng hết sức là khó khăn để nhờ bọn anh rồi. Thì em cũng bảo là giờ mình cố gắng làm, hai vợ chồng thì làm ra trả được, hoặc là vay mượn là mình làm trả được. Nhưng mà một người như em đi làm hồ thôi cũng không thể dòm để trả một cái số tiền lớn như thế. Đúng. Một mình là không được, nhưng mà một gia đình là được. Một là thế, với hai nữa là em cũng xuống em nói với ông bà ngoại á, thì ông bà ngoại cũng bảo như thế rồi, nhưng mà giờ không chịu về. Bây giờ này, cái vấn đề là anh biết, anh hiểu. Dạ. Em nói vậy anh hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ này, anh đang giải thích cho em này. Dạ. Thực sự mà vợ em vì mắc lợi nhiều mà vợ em buộc lòng phải trốn, thì không lý do nào đó mà vợ em không cho em biết chỗ ở thật. Vâng. Để vợ chồng thống nhất nói chuyện với nhau. Vâng. Một là ở hay là không ở, để có hướng để giải quyết, đúng chưa? Dạ. Nhưng đây vợ em giấu này, anh thấy vợ em có cái điều đó thì sai sai, đúng không? Anh nói thật chân tình với em như vậy. Dạ. Vợ em đang giấu em như này là có cái gì đó sai sai. Nếu thực sự vợ em bây giờ đi trốn nợ thật thì chỉ thông tin cho em thôi, nó là không cho ai biết, chỉ có hai vợ chồng biết, đúng chưa? Ngày này tháng này em sẽ về, hoặc lâu lâu anh về thăm em, thăm tại đây, báo tin cho gia đình biết như vậy. Ấy là cũng nói với em bảo là đầu tháng này này là hai vợ chồng vào trong này để làm ăn. Ừ. Hai vợ chồng ở một chỗ làm. Ừ. Nhưng mà trước khi em vào á, thì xong em vào đây này hồi sáng rồi nhắn tin với em, nhưng mà giờ ý là lại bảo là thôi anh làm ở chỗ anh chị đi, rồi em làm ở đây rồi một thời gian nữa rồi gặp. Nhưng mà em kìa, bảo như thế cũng không được, vì là giờ quân nhũi em ở nhà, nếu mà từ giờ đến thứ hai, hôm nay là thứ bảy rồi, thứ hai em cũng về quê, thì em cũng nhắn tin em nói như thế là mà em không thấy hồi âm. Bây giờ cho anh hỏi tiếp. Dạ. Anh đang nghi ngờ cái câu chuyện này có rất nhiều điều bí ẩn. Dạ. Nha. Anh nghe như vậy là anh hiểu được rất nhiều cái bí ẩn. Vợ em ở quê làm cái công việc gì mà tại sao thiếu lợi nhiều như vậy? Ý là vợ em làm công ty á. Ừ. Mà ý là em không biết ở quê mà em dũng nhiều người giống như thế đó, thì ta cái kiểu cũng chơi một chứng khoán, hai nữa là cổ phiếu với lại cái gì đó bên đánh cái gì trên mạng mà tài xỉu thì kiểu cái gì. Trời ơi, em bị nhiều lắm. Nhiều người chơi vậy hả? Vâng, ở quê bọn em cái kiểu giống như nó tràn lan á. Ô trời đất ơi. Ở ngay như cái thôn bọn em có 200 hộ mà cũng vậy đâu, mất 4-5 người cũng dính như vậy. Vâng. Đây này. Nhưng mà người ta lại không bủa đi. Cái này á, anh nói thật là vợ em, cái thông tin em chia sẻ như vậy anh cũng chỉ nghe thôi. Dạ. Nhưng mà anh đang phân tích là nếu thực sự vợ em mà thương em, mà thương con, đặc biệt là thương gia đình, thì chắc chắn vợ em sẽ báo tin thực sự cho em, không có lý do mà lẩn tránh như vậy. Em đã chia sẻ hết với cho mấy vợ rồi đúng không? Dạ. Đến giờ phút này em có gọi điện được cho vợ không? Không, không gọi điện, chỉ nhắn tin là thôi. Nhưng mà nhắn tin lúc nào, ví dụ vợ em muốn nhắn tin thì phải nhắn là thôi, chứ còn không có... Anh đồng ý là có thể vợ em bị dụ dỗ mà chưa biết, có thể nha. Bởi trong cái quãng thời gian rất dài em mới về nhà thăm vợ một lần. Dạ. Vì vậy trong cái thời gian đó đôi khi là vợ vẫn lén lút hoặc dành thời gian để nhắn tin hoặc trò chuyện với người khác. Vâng. Nha, cái này cái gì cũng có thể xảy ra. Đôi khi là quen một người đàn ông khác nhưng không may bị người ta dụ, người ta lừa hết tiền hết bạc, vì vậy bây giờ mới bỏ trốn, đúng chưa? Nhưng mà trốn ở đâu đó, nhưng mà lại không may lại đang lúc khó khăn cơ nhỡ,
Vợ em bên cái tấm hình này có giống bên ngoài không? Giống hệt. Giống hệt. Anh nhìn vợ em, anh thực sự là vợ em cũng nhìn không lỗi lắm, nhìn rất dễ thương. Vì vậy cho nên ra ngoài có thể gặp những người đàn ông khác, người ta dụ dỗ vợ em. Hiện nay có thể vợ em đang sống với người khác. Anh nói câu chuyện là thực sự rất buồn nhưng mà nó là thật. Không có lý do nào đó em phải thật sự thông minh. Không có lý do nào đó hai vợ chồng đồng thuận, đồng ý là bây giờ em cũng không trách oán gì nữa. Là vì lý do là vợ không may, đúng không? Đã vậy là lầm lỗi. Những cái lỗi lầm không đáng có, đúng không? Nhưng mà đã lỡ tha thứ và lỡ biết chuyện rồi thì bây giờ hai vợ chồng phải hợp tác để nói chuyện. Nhưng vợ em lẩn tránh và không nghe điện thoại mà chỉ nhắn tin thì anh thấy có gì đó rất sai trong câu chuyện này, anh khẳng định với em luôn. Bởi vì người, một người phụ nữ có chồng, có con, đúng không? Mà 2-3 tháng chồng mới về thăm một lần chắc chắn sẽ thiếu thốn tình cảm. Bởi thời bây giờ nó hiện đại lắm em, nó không giống như thời xưa. Thời xưa đôi khi là chồng đi xa hoặc vợ đi xa, hai vợ chồng xa cách nhau hàng năm, về với nhau vẫn bình thường, không đi đâu hết. Nhưng bây giờ mới đây một cái câu chuyện này, các anh hiệp sĩ Bình Dương, anh em mới đăng này nè. Chồng về quê làm giấy tờ chỉ có 4 ngày thôi, vợ đã quen nhân tình rồi nhá. Đó là câu chuyện có thật đó em. Vì vậy đến 2-3 tháng em mới về thăm một lần, vợ em có thể thiếu thốn tình cảm. Đây là anh cái câu chuyện anh chia sẻ như vậy, có thể là em không thích hoặc là có thể em buồn, nhưng đó là thực tế. Còn bây giờ vợ em ở một mình thì phải gửi vị trí cho em, đến gặp nhau nói chuyện, được chưa? Em muốn đồng ý ở đây cũng được, hoặc là muốn đồng ý ở cùng anh cũng được, hoặc nhưng em phải cho anh cái hẹn bao thời gian sau hai vợ chồng mình sẽ sống với nhau, mà bao thời gian sau phải phương án để kế hoạch. Còn đây là vợ em lẩn tránh, có thể là vợ em sẽ không ở với em, hoặc có thể là vợ em sẽ bỏ con em luôn. Nhưng một người phụ nữ mà bỏ con, mà đặc biệt là bỏ cả chồng mà từ chối, mà chỉ nhắn tin không, thì anh thấy lạ, đúng chưa? Được. Tự em nghĩ đúng không? Được. Anh không nói là vợ em là không có mượn tiền, cái gì phải có lý do. Nhưng tại sao lại mượn tiền như vậy? Mà rõ ràng biết chồng đi làm cực khổ đúng không? Phải xa phương cầu thực, đúng không? Phải lương tựa, nhờ cậy, phải đi xa quê để kiếm sống, để nuôi vợ, nuôi con, đúng chưa? Trong khi đấy, cái lúc em về thì em đi làm được một số tiền đó. Ý là cũng không có đâu để mà chi tiêu gia đình rồi, đi phường đi hụi đi bạn ấy, nhưng ở quê á, mà cái hôm đầu tiên ấy, em cũng biết nợ là cứ hứa hảo là bảo là nợ có 40 triệu thôi, thì vay bên ngân hàng của FB á, thì em đang còn cái tờ giấy của đóng thuế này, đóng thuế của FB á, thì hai vợ chồng nói chung là cũng có nói qua nói lại vài lời, rồi bố mẹ em á sang thì có bảo là hãy mà cái có một nấy á, rất là kêu cả ông bà ngoại lên á, rồi thề rồi hứa hảo là có một nấy, con vay có một nấy thôi, thì con chi tiêu như gia đình. Nhưng mà trong khi đó là ở ngoài quê bọn em thì chi tiêu ít lắm, ví dụ như vợ em có đi làm một tháng 6,5 triệu hoặc 6 triệu đi, với lại cứ một tháng em đi làm thế em lua cho gia đình, lua các cái khoản nợ, với lại đi vào phường vào bạn á, rồi một tháng ví dụ với 1 triệu hay 1,5 triệu gì đó về tiêu nữa. Mà bảo là vay 40 triệu để tiêu trong vòng có 4 tháng thì em có buổi rất là cứ chối, thì xong cái đấy đi thì thôi rồi. Thì bố mẹ em có vay mượn thì đưa cho em với lại vợ em á, đi trả cái đấy, trả xong được 3 ngày xong rồi đi, trả cái hôm đó là cái hôm 12 á, thì 14 vợ em đi. Đi luôn hay là có tiền đi luôn? Trả là trả cho ai hay đưa cho vợ? Em trả. Trả cho em ai? Em đi trả luôn, trả cho xuống ngân hàng, trả cho ngân hàng người ta nhận, phải ra Thế Giới Di Động để đóng tiền quê như thế, tiền tất toán. Rồi là em xong. Đang còn cái tờ giấy cái hóa đơn đấy luôn. Mà không ngờ ấy là trả cái đấy rồi. Nhưng mà được hai ngày sau, tức là đi xong bắt đầu em cầm cái sim ấy đó, xong người ta phải nhắn tin lại đang còn nợ nữa. Chính thật là vợ em vay rất nhiều. Vâng, vay. Mà vay cho ai thì không biết, tiền đi đâu không biết. Vâng. Nhưng đến giờ phút này ấy, anh nói thật, có thể vợ em làm cũng tin thật, ở Bình Dương thật, nhưng mà chưa chắc vợ em đã sống một mình. Vâng. Nha, anh cam đoan em, mất gì anh cũng mất. Nha. Không một người phụ nữ nào mà sinh ra hai người con không thương chồng phải thương con. Mà đến giờ phút này hàng 30 ngày qua không gọi điện cho con, không nhìn mặt con, đúng chưa? Cái cứ thằng lớn thì em thì nó biết rồi, còn cái thằng nhỏ thì nó tối nó cứ khóc cả đêm á, 2-3 giờ sáng thì đúng rồi, trẻ nó đang ở với mẹ, nó cứ đòi tối thủ thủy bên mẹ, đúng không? Mà giờ phút này mẹ mất tích rồi, đi hơn 2 tháng nay được một cuộc điện thoại à. Cái hôm thứ hai á, là đúng cái hôm gọi để em vào đây này, là em là gọi về là xin cho gặp Quân, là gặp thằng nhũa nói chuyện một lúc, mình gặp thằng lớn nó không nói chuyện, nó bảo là Quân nói chuyện mẹ,
Mình gặp thằng nhũa nói chuyện được đâu 3 phút ạ. Mình không gọi điện. Nếu vợ em cứ đà như thế này là có thể là sau này sẽ mất hết. Ý là em bảo giờ đúng không? Ý là em không bắt buộc phải về ở với em. Thì giờ em chỉ muốn cho một nữa là nhờ bọn anh chia sẻ lên. Tôi nói rõ ràng ra đúng không? Giờ ví dụ như ở quê người ta không biết thì người ta lại cứ tưởng là vay để chua nhà em cơ, hay là vay vào cái việc gì của em cơ. Vì là em mới làm nhà nhiều người người ta không hiểu á, thì người ta lại bảo là vay này làm nhà rồi giờ thấy nó khó khăn như thế này rồi dùng bữa nữa. Em không phải dùng bữa, nếu mà dùng bữa 2 tháng nay em không bao giờ đi tìm, em ra mấy ngoài Bắc Ninh đi tìm mấy ngoài Bắc Ninh nữa, không có chỗ nào em đi tìm. Bảo là như cái đất nước này thì đi hết chắc không đi được, nhưng mà những cái chỗ mà để mà em biết thì chắc em đi tìm hết rồi đó. 2 tháng này em không đi làm gì, chỉ ở nhà đi tìm vợ thôi. Thì em cũng chỉ mong là nếu mà ví dụ như vợ em mà biết được cái thông tin này em bọn anh đăng lên mà vợ em đọc được, hay là ai đọc được chia sẻ nói với vợ em á, hoặc là vợ em có biết thì về để mà một nữa là giải quyết với em công việc gia đình, ví dụ như cũng cho nó được thoải mái, em cũng được thoải mái. Nếu mà ly hôn thì em muốn lên em hỏi là phải bắt buộc phải cả hai người, như thế nó phải nhanh, chứ còn đơn phương như thế vợ em nó cũng thiệt thòi. Thì ý là em cũng không muốn cho vợ em nó thiệt thòi. Một như thế, hai nữa quân thì quân chung cả. Thì giờ giải quyết như thế nào, ý là về để mà thu xếp giải quyết. Chứ giờ có về cũng không ai đòi tiền đâu mà. Vì là nó nợ toàn ngân hàng không, với lại có đâu hơn 100 hay 100 mấy gì đó là nợ tiền nữa làng thôi. Thì cái đó em sắp xếp được. Nhưng mà giờ em chỉ muốn là về nói chuyện cho nó rõ ràng là với em vay cái số tiền đó để làm cái gì, hay là tiêu bố khoản gì. Thì nó cứ nhắn tin là nó bảo vay 2-3 người, nhưng mà giờ nó em chỉ yêu cầu nó nói là vay cho những ai, để ví dụ như nếu mà mình vay thật sự là cho người này cho người kia thì mình lấy cái đấy mình trả người ta, một nữa không mắc nợ. Chứ giờ ví dụ nợ mình lấy mang tiếng cả đời, ví dụ như mang tiếng cho vợ em rồi, mang tiếng em rồi, sau này quân em cũng thế đúng không, người ta đi ra xã hội người ta bảo ở bố mẹ nó ăn quỵt chỗ này chỗ kia, em cũng không thích như thế. Em muốn cho nó rõ ràng là, chứ còn không phải là mình cứ phải là đi tìm nó để quỳ lụy nó bảo nó về với mình. Em chỉ muốn là cho nó rõ ràng thế thôi. Trong câu chuyện này anh nghe nãy dễ hiểu. Dạ. Hai con đường duy nhất. Một là vợ em chơi trên mạng. Dạ. Mất trắng và đã lừa mượn người nọ đọc người kia. Nhưng cuối cùng là câu chuyện giờ té ngửa ra số tiền quá nhiều. Dạ. Bởi rất nhiều các chị em phụ nữ hiện nay anh được biết và anh cập nhật rất nhiều thông tin là hiện nay rất nhiều chị em phụ nữ giấu chồng giấu con và chơi trên mạng và bị lừa, bị dụ trên mạng, có thể hết hàng tỷ là có, bình thường. Dạ. Kể cả có người đến tỷ mấy hay tỷ. Quên, bọn em có những người đó, câu chuyện này có thật. Dạ. Anh không phủ nhận điều đó. Nhưng có thể sau đó câu chuyện đó là có thể vợ em cũng có người tình khác. Bởi vì lý do tại sao anh phân tích cho em để em hiểu hơn. Vì lý do là vợ em đến giờ phút này chưa biết báo tin cho em, mà chưa có liên hệ cho gia đình, mà chưa chính thức cho công bố cho em là vợ em đang ở đâu, là điều thực sự là rất vô lý, đúng chưa? Dạ. Tiền anh ok, đồng ý, anh chấp nhận. Đôi khi là vợ em đúng thật, vay mượn thật, bị lừa thật. Đó. Hai là có thể vợ em bị một người tình nào đó lừa. Ba cái ông phi công giả nước ngoài, nhiều người lừa giỏi lắm. Dễ hình trên mạng, cứ nói là anh là phi công, anh là Việt Kiều. Rất nhiều chị em phụ nữ thiếu thốn tình cảm, giống như vợ em. Như vợ em là anh thấy là một trong những trường hợp là đang thiếu thốn tình cảm. Vì lý do 2-3 tháng em mới về thăm một lần. Đồng ý là em vẫn thường xuyên gọi điện, vẫn tâm sự với vợ. Nhưng mà đó là tâm sự không, chưa đủ well. Bởi vì người phụ nữ hiện nay người ta cần nhiều thứ. Vì vậy anh đang hướng, đang nghĩ rằng vợ em chỉ có 3 con đường. Một là chơi trên mạng bị lừa. Hai là vợ em quen người tình trên mạng bị lừa. Ba là vợ em đến giờ phút này không muốn gặp, không muốn về. Mấy tháng qua rồi, hơn 2 tháng rồi, thì chắc chắn là vợ em đang sống ở đâu đó, hoặc ở Bình Dương. Nhưng có thể vợ em đang sống với người tình, không dám công bố cho gia đình biết, đúng chưa? Vì vậy hôm nay các anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ đăng thông tin của em lên. Hy vọng là các cô chú anh chị, nếu ai biết được thông tin chính thức em gái này đang ở đâu và đang làm việc tại công ty nào và đang ở trọ ở đâu, thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm cách khuyên để giúp gia đình có cơ hội được đoàn tụ cùng với nhau. Và hiện nay tội nhất hai đứa trẻ đang cất rất nhỏ, rất cần cái tình thương của cả cha cả mẹ. Đến giờ phút này thì hai đứa trẻ cũng không muốn mất mẹ, không muốn mất cha. Nhưng nếu thực sự em gái này không muốn sống với chồng nữa thì không phải báo tin cho anh em hiệp sĩ Bình Dương, để các anh em có hướng để điều chỉnh lại cái câu chuyện này, để không phải đi tìm em nữa. Bởi vì các anh em đây là rất nhiều anh em tìm rất nhiều hội nhóm để tìm tất cả thông tin, hầu như là đa số là tìm được hết. Bởi vì em làm ở đâu đó, em làm công ty nào, hình ảnh đi đâu người ta cũng nhận diện được.
em sống ở đâu cũng nhận diện được. Chứ giờ em ngồi một chỗ thì không ai biết em là ai thôi. Còn chắc chắn là em phải đi kiếm tiền để gọi là sinh sống. Đó, vì vậy cho em gái hãy liên hệ cho gia đình hoặc liên hệ cho các anh em ở Bình Dương để các anh em tìm hướng để giải quyết cho em. Cuối video này em còn điều nào muốn chia sẻ trên video nào? Em chỉ muốn là vợ em gọi điện về cho em hoặc là về với gia đình để ví dụ như cho nó rõ ràng nói chuyện với bố mẹ em. Xin lỗi bố mẹ em cho nó xong đi. Vì là bố mẹ em ở nhà bố mẹ em cũng buồn lắm. Hai tháng nay thì cuốn nó khóc như thế thì bố mẹ em cũng lo hết. Bố em thì già rồi, mẹ em thì bị bệnh tim á, thì cũng yếu rồi, hôm nào cũng khóc, cháu thấy cháu khóc như thế là thấy cũng tội, nên là cũng không ngủ được. Thì em muốn vợ em như thế mà, thì mong em mong là ai mà thấy được cái video này hay là vợ em mà thấy được về với gia đình à, em hết rồi. Hôm nay anh em mình sẽ Bình Dương đưa thông tin lên, chắc chắn khẳng định em sẽ nhận được những cái thông tin phản hồi từ vợ của em hoặc các cô chú anh chị nha. Mà nếu thực sự vợ em đang sống với người đàn ông khác, em có chấp nhận không? Không anh. Không à? Người ngoài Bắc anh thấy là nó có một cái điều gì đó là nó rất cương quyết, đúng không? Không biết thì không sao, đúng không? Nhưng đã thực sự đã biết mà sống với người đàn ông khác mà trong nhà trọ thì cái điều đó khó bỏ qua, đúng không? Em bảo cái gì cũng bỏ qua được nhưng mà mọi cái đấy chắc không ai bỏ qua được. Nếu khó chấp nhận đàn ông không ai chấp nhận cái đấy. Khó có thể chấp nhận. Anh cũng nghĩ như vậy. Vì vậy anh có hướng để anh nói chuyện với em như vậy để em biết thông tin biết trước. Và cái thể gì cũng có thể xảy ra. Có thể vợ em ở một mình thật, nhưng có thể vợ em ở với người khác. Em nhé. Hy vọng là nếu vợ em ở một mình thật, các anh em sẽ tìm hiểu được và sẽ giúp vợ chồng em quay lại về với nhau. Còn nếu thực sự vợ em đang sống với người đàn ông khác thì các anh em có hướng để cho em biết em nhé. Rồi, em có đồng ý cho anh em về phía Bình Dương ghi hình và đăng tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ em không? Dạ, vâng em đồng ý. Rồi, cuối video này anh xin phép được thay các anh em hiệp sĩ Bình Dương, anh chúc em cùng với gia đình mạnh khỏe, đặc biệt là các con của em. Hy vọng trong thời gian tới sớm nhất có thể anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm ra thông tin chính thức vợ em đang ở đâu, giúp dạ. Vợ em quay trở về cùng với gia đình em nhé. Dạ, vâng em xin chân thành cảm ơn các anh em hiệp sĩ Bình Dương. Rồi, cuối video cho phép công trần xin kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.